chúng ta. Lúc này chúng tôi đang nhìn thấy trên tay chú rể cô dâu là một chiếc hộp màu đỏ. Trong chiếc hộp đó chắc chắn là một cặp nhẫn vô cùng tuyệt vời để các bạn phải cần cho nhau trong lúc này. Xin mời những nhà nhiếp ảnh gia cũng như truyền hình Việt Nam của FPT có thể rất tự tin này những hình ảnh đẹp nhất của chú rể và cô dâu trong lúc phút này này. Bây giờ chúng tôi đang nhìn thấy cô dâu đang nhẹ nhàng trao vào tay chú rể một chiếc nhẫn cưới. Vỗ tay thật lớn cho chú rể và cô dâu đi.